Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm hoa tai vàng thanh tú. Hoa tai vàng thanh tú với kiểu dáng vô cùng đơn giản, dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục. Được chế tác từ vàng tây 10K, đảm bảo độ bền đẹp với thời gian. Với những bạn gái yêu thích kiểu dáng trang nhã, không thích quá kiểu cách thì đây là một lựa chọn hay cho bạn. Sản phẩm phù hợp làm quà tặng, bảo hành chu đáo, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.